Vâng, mẹ cái tiên thử thách kính chào cô chú anh chị các bạn. Trước khi vào video thì mẹ cái tiên thử thách xin kính chúc cô chú anh chị các bạn nhiều sức khỏe, may mắn và bình an. Và trước mặt mọi người, đó là ca sĩ, nhạc sĩ Sơn Hạ. Các nhạc sĩ Sơn Hạ chiều nay đến viếng mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Đã từ rất lâu mọi người đã quen ca khúc Anh Ba Khía, nhưng mà mọi người chưa có hình dung thấy được ca nhạc sĩ Sơn Hạ đúng không nào? Đây, trước mặt màn hình mọi người, đó là ca nhạc sĩ Sơn Hạ. Ca nhạc sĩ Sơn Hạ sáng tác cho rất là nhiều nghệ sĩ như là nghệ sĩ Hồng Phượng, ca sĩ Đan Trường, ca sĩ Quang Lê và ca sĩ Dương Hồng Loan và ca sĩ Dương Ngọc Thái. Thì buổi chiều nay thì anh Sơn Hạ xuống đây viếng mộ của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, cũng như chia sẻ những kỷ niệm mà người gặp cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Thì buổi chiều nay thì anh Sơn Hạ cũng chia sẻ một dự án âm nhạc và cũng là một ca khúc dành tặng riêng cho quý khán giả cũng như tưởng nhớ cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, đó là ca khúc Người Đưa Đò sẽ phát hành vào ngày thứ bảy đó mọi người. Thì anh nói là thật sự rất xúc động khi viết ca khúc này. Thì ca khúc này đó là anh viết chưa được một tiếng đó mọi người rồi đã xong ca khúc này. Thì chắc có lẽ thì mọi người cũng đã biết sự yêu mến, trân trọng và kính mến tới mức độ mà bây giờ là đã hơn một tháng rồi mà mọi người dẫn đến đi viếng, thì anh nhìn thấy những cái tình cảm, những cái bà con yêu thương cố nghệ sĩ Tiến Linh quá, cho nên anh đã có ý tưởng và đã có những lời hát để viết được ca khúc. Thì anh chia sẻ thì khoảng thứ bảy tuần sau anh sẽ phát hành ca khúc, và đặc biệt là hát chung với Hồng Phượng với cô chú bạn. Mọi người nhớ đón xem nha. Thì bây giờ thì anh cũng chưa chuẩn bị di chuyển vào trong để thắp hương cố nghệ sĩ Tuyết Linh. Thì anh chuẩn bị nói vài câu nữa thì anh sẽ di chuyển vào mọi người ơi. Anh rất là dễ gần gũi mọi người, rất dễ thương. Một nghệ sĩ, một ca sĩ, nhạc sĩ rất là gần gũi với mọi người, rất là trân trọng. Giờ nhìn qua nhìn lại mất hết rồi. Thì cũng có một cái giai diễn là được cái ông cứu hộ gì bắt phát ăn được con đó. Nhưng mà cái trong cái phim Tết Phương Nam là nổi tiếng nhất là cái là cô lớn hết. Ở phía dưới này, phía dưới là có Sơn Hạ đang đi sau viếng mộ của nghệ sĩ nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển nha mọi người. Nghệ sĩ, nhạc sĩ hay ca sĩ nào cũng vậy, khi họ mất họ muốn có một cái nơi để lưu giữ cho nó đàng hoàng và để có khán giả hâm mộ lui tới để cắm một cái bó hoa, một cái nén hương để bày tỏ tấm lòng của mình dành cho những người nghệ sĩ đã để lại cho đời rất là nhiều. Ra đây là chú trước mặt hâm mộ kho báo âm nhạc đồng giả Việt Châu. Châu này là sáng tác rất là nhiều ông à. Và cái tuồng nổi tiếng của ông nhất là Võ Đông Sơ và Thu Hà, Nhưng Sơ Bán Cái Quân Đài cũng có hát rất là nhiều nhiệt nhiệt chữ tài đó. Đây là kỳ cựu của gọi là cây đai cây đời rồi, ông là đứng đầu của soạn giả. Ông hình như là 1.000 mấy trăm bài hay gì á, nhớ là ông là nhiều nhất Việt.